Hello everybody, nice to see you. Let's learn together. Cô chào các em học sinh khối 6. Hôm nay cô trò mình sẽ học trực tuyến cùng nhau. Bài học hôm nay sẽ là Grammar Practice, luyện tập ngữ pháp. First, present simple tense. Đầu tiên, chúng ta sẽ ôn về thì hiện tại đơn của động từ thường. Như các em đã biết, thì hiện tại đơn diễn tả một hành động lặp đi lặp lại có tính chu kỳ hoặc là một thói quen. Affirmative form, thể khẳng định. Rất quen thuộc đúng không nào? Tuy nhiên, cô vẫn xin được nhắc lại là nếu chủ từ ngôi thứ ba số ít, he, she, it, thì chúng ta sẽ thêm s hoặc es vào động từ. Negative form, thể phủ định. Ở thể phủ định thì chúng ta sẽ dùng trợ động từ phủ định don't, doesn't, sau đó là một verb infinitive. How about interrogative form, thể nghi vấn. Mình sẽ đặt do, does ở đầu câu. Tiếp theo đó là chủ từ và verb infinitive. And question mark. Alright? Write the answers in your exercise book. Viết những câu trả lời vào vở bài tập. Ở bài tập đầu tiên, các em sẽ chia động từ like với thì hiện tại đơn present simple tense. Now look at the exercises A and B. Let's do the exercises, please. Cùng sửa nào. Do you like noodles? Yes, I like noodles. Do you like rice? No. I don't like rice. How about she? Nếu chủ từ là ngôi thứ ba số ít, she thì sao nào? Does. Does. Does she like chicken? Yes, she likes chicken. Likes. Nhớ thêm s vào động từ nha. Does she like fish? No, she doesn't like fish. I have all few. Alright. Tôi hy vọng là tất cả các em đều đúng ha. Next, a, an, some, any. Kế tiếp, chúng ta sẽ ôn về a, an, some, any. Các em còn nhớ dùng với danh từ nào nào? Countable nào? Đó. Danh từ đếm được mà phải số ít đúng không? Trong khi đó some và any sẽ được dùng với danh từ cả countable nouns and uncountable nouns. Danh từ đếm được và không đếm được luôn. Ha. Some dùng trong câu khẳng định và any dùng trong câu phủ định và nghi vấn. Được chưa nào? Now we have three exercises A, B and C. Bây giờ các em sẽ đặt
some or any, và chỗ trống nha. Now, let's correct. Do you have any bananas? Đây là câu nghi vấn, câu hỏi, do đó mình dùng any. Đúng chưa nào? No, I don't have any bananas. Câu phủ định, do đó chúng ta vẫn dùng any. But I have some oranges. Nhưng mà câu khẳng định nè, ta phải dùng some. I would like an orange, please. Danh từ số ít đếm được. Một quả cam. Được chưa? Go on. Do we have any drinks? There is some fruit juice on the table. Do we have any soda? There is some on the shelf in the kitchen. I would like a can of soda. Thin. Thin. Fat. Fat. Tall. Tall. Short. Short. Strong. Strong. Weak. Weak. Pretty. Pretty. Handsome. Handsome. Old. Old. Young. Young. Hairy. Hairy. Bald. Bald. Các em có đoán được là chúng ta sẽ ôn về gì không nào? À, chúng ta sẽ ôn về adjective, tính từ, đặc biệt là những tính từ trái nghĩa. Now we have eight senses. Ta có 8 câu và các em sẽ viết những tính từ vào ô trống. À. Cùng sửa với cô nha. Ê, he isn't tall. He is short. He isn't fat. He is thin. He isn't heavy. He is light. He isn't weak. He is strong. He isn't hungry. He is full. He isn't hot. He is cold. His lips aren't full. They are thin. And the last one. His hair isn't short. It is long. This exercise is so easy. Alright? Bài tập này tương đối là dễ đúng không? Mình vừa qua được đúng không nào? Now, question words. Chúng ta sẽ ôn về từ để hỏi. For example, who, ai, what, cái gì, where, ở đâu, how much, có bao nhiêu. Dùng với danh từ không đếm được. How many,
cũng nghĩa là có bao nhiêu, nhưng mà dùng với danh từ đếm được. At four. We have five senses. Now, filling the blanks with the suitable question words. Các em sẽ điền từ để hỏi phù hợp vào ô trống của năm câu hỏi. Mình sẽ dựa vào câu trả lời để đặt từ để hỏi cho phù hợp ha. Now, let's correct the exercise. Cô trò mình sửa bài tập này nha. Câu trả lời nè. B and Fifi are in the living room. B và Fifi đang ở trong phòng khách. Vậy từ để hỏi ở đây sẽ là who? Ai trong phòng khách? Đúng chưa nào? S, câu kế tiếp nha. He is doing his homework. Anh ấy đang làm bài tập về nhà của anh ấy. Vậy mình hỏi sao? What? What is B doing? B đang làm gì? Đúng chưa nào? How about C? How much homework does he have? Anh ấy có bao nhiêu bài tập? Homework là danh từ không đếm được, do đó mình sẽ đi với từ để hỏi how much. What is Fifi doing? She's sleeping. Fifi đang làm gì? Cô ấy đang ngủ. À, Fifi is the name of a dog. Fifi là tên của một cô chó nha. And the last one. Where is she? She is under the table. Thế cô chó này ở đâu? Cô chó này đang ở dưới gầm bàn. Tiếp tục nha. Chúng ta sẽ ôn về thị hiện tại tiếp diễn. Present progressive tense. Thì hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang diễn ra vào lúc nói. Và công thức của thì này là subject plus be plus verb in. Ở đây để cô để rất là rõ ràng là am, is, are plus verb in. Construct. Present simple and present progressive tenses. Sự khác biệt giữa thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn như thế nào thì chúng ta sẽ xem bài tập sau đây. We have six tenses. Ta có 6 câu ha. Đề bài cho sẵn một câu là hiện tại đơn rồi. Và các em quan sát câu còn lại ta sẽ chia ở thì nào nó. Alright, let's do it. Nào, cô chào mình cùng sửa nha. A, she eats a lot of fruits. Cô ấy ăn rất là nhiều trái cây. Fruit is very good for our health. Trái cây rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. Do đó các em nhớ là chúng ta phải nên ăn trái cây ha. Nhưng câu ở dưới thì sao nè? She eating an apple now. Bây giờ cô ấy đang ăn một quả táo. Go on. They drink juice. Họ uống nước ép. They are drinking some juice at the moment. Vào lúc này, họ đang uống một ít nước ép.
He rides his bicycle every day. Mỗi ngày anh ấy chạy xe đạp của anh ấy. He is riding his bicycle at the moment. Vào lúc này, anh ấy đang chạy xe đạp của anh ấy. Cô nhắc chút xíu là với những động từ tận cùng là in, chúng ta sẽ bỏ đi và thêm in ha. She goes to bed early. Cô ấy đi ngủ sớm. Các em cũng nên đi ngủ sớm, đừng thức khuya quá không tốt cho sức khỏe đâu nha. À, và nếu dùng hiện tại tiếp diễn thì ta sẽ chia là she's going to bed now. She gets up early. Cô ấy thức dậy sớm. She's getting up now. Đối với động từ có một nguyên âm nằm giữa hai phụ âm. Một nguyên âm nằm giữa hai phụ âm. Trước khi thêm đuôi in mình phải xa double, gấp đôi phụ âm cuối lên. Nhớ chưa nào? And the last one. She travels by bus. She's traveling by bus now. Do you understand? Các em hiểu rõ bài chưa nào? Sau khi được ôn lại những điểm ngữ pháp của những bài như là bài 9, bài 10 và bài 11 thì chúng ta sẽ có một bài tập ngắn ha. How many sentences? 20. 20 câu. Các em sẽ chọn đáp án đúng nhất A, B, C, or D. Please send your answer to your teacher's email. Sau khi làm xong, các em sẽ gửi đáp án của mình cho giáo viên đứng lớp. Lớp 61, 65, 66 và 68 chúng ta sẽ gửi về cho cô Lan Thanh. Email của cô Lan Thanh đây. Yes. Lớp 64, 67 và 69 thì chúng ta sẽ gửi bài về cho thầy Mạnh Toàn theo email. Và lớp 62, 63 của cô thì sẽ gửi bài về cho cô theo địa chỉ email ha. Được chưa nào? The lesson is over. Bye. See you again. Bài học đã kết thúc rồi. Chào và hẹn gặp lại các em. Thanks for your listening. Cảm ơn các em vì đã lắng nghe bài học của cô.